Oh, hello Jenny đây và mình sẽ thử các TikTok review. Ok vào thôi nào. Đây là cái mẹo mà khi có ăn trộm thì bạn sẽ dùng cái này để tự chống đối bạn. Đúng rồi. Thì ở đây mình sẽ lấy nui rồi lấy mì ý xong rồi thọc nó vào. Khi mình tục nó thì kiểu là nó bắn ra như là một cái súng. Một cái súng nui, nui súng, snúng. Yeah. Thì ở đây mình có hai loại nui, mì ý và nui. Yeah. Thử coi mình sẽ bắn nó ra được không? Không biết nữa, nhưng yeah. Đây là cái súng của mình và đây là mấy cái đạn của mình. Mình chỉ cần thọ cái này vào đây. Ủa, và mình đẩy nó xuống. Và làm cái này. Ok, mình nghĩ nó được rồi. Hơi được. Nhưng mình sẽ ráng làm cho nó mượt hơn. Chuẩn bị đây nha. Bạo lực gì vậy? Mình đã quán rặn nó ra như úp. Súng mình đã bị secure rồi. Đã làm sao mà nó đã bị kẹt ở trong đây rồi. Nên phải đổi súng khác. Thứ lại coi có được không? Lại nữa. Mình hứa đây là cuối cùng. Hơi được. Và nó bị kẹt nữa. Đó là cái trò súng nuôi của mình. Mình nghĩ là bây giờ mình đạp lên là nuôi tùm lum tùm la. Đó là cái đó, không bắn ăn trộm được đâu, nhưng có thể bắn những bạn trong lớp với súng nuôi cũng được. Ok, bye bye. TikTok này thì mình thấy nó cũng khá là lớn ở trong TikTok Việt Nam và TikTok châu Á. Cái mẹ kem này, cho cái này bạn có thể đi vào một cái tiệm McDonald's hay tiệm thức ăn nhanh order cả đống mấy cái cây kem này, xong rồi kêu người ta cho nó vào một cái thau hay là một cái chậu hay gì đó, ai biết, lấy cái muỗng rồi đập nó, đập cho nó nát luôn á. Khi bạn ăn thì nó sẽ rất là hoàn hảo. Mình không biết suy nghĩ sao là mình cảm thấy hơi nhục khi mình mang theo một cái thau xong rồi kiểu như là kêu người ta cho nó vào cái thau. Nhưng hôm nay mình sẽ thử và mình sẽ coi là ăn kiểu đó nó có ngon hơn là liếm cây kem bình thường hay không. Là vì nó cùng là kem với nhau, nhưng ai biết lỡ ăn cái kiểu đập đó nó ngon hơn thì sao. Ok. Hello các bạn, hiện tại mình đang ở McDonald's và hôm nay mình sẽ lái xe mua luôn. Sẽ đụng hay không ai biết. Ok, kéo kiến xuống. Hi, can I have 2 ice cream cones, please? Okay. Can I also have an empty plastic container? What was that? Plastic container. An empty what? Ê, cô ông hiểu tôi đi không đi. Thank you. Xích đụng rồi. Ghê quá. Bây giờ mình đợi. 2 cones. Và mình chạy hơi bị lố nên kiểu rất là xa nên mình phải nhảy ra khỏi xe để mình đưa tiền, nhưng kiểu là mình quên đạp thắng nên nếu cái chân mình nó thả thắng ra là mình nó đi luôn đấy. Úp lỡ thành công rồi. Có gì đâu phải không? Úp dây an toàn nó không muốn vào hay sao? Ok vào rồi. Nhưng tiền thôi thì chú mình thấy là mình ra mình làm giống hồi nãy nguy hiểm quá nên chú ấy đi ra lấy giùm mình luôn. Ok, thank you. Đúng là một anh hùng. Mình không biết mình đã làm gì nhưng mình lỡ rồi kìa. Con ơi. Mình không hiểu mình đã mới làm gì luôn. Sắp. Suýt nữa đụng nó ra. Ok, đi tiếp. Các bạn, don't hit my car with... Hi. Hello. Yeah. Can I also have an empty salad container? Yeah. Thank you. Ok, một cây kem đã lòi ra. Và mình không có vừa cầm vừa lấy được nên ơi. Và cây kem thứ hai đã lòi ra. Empty salad container. Empty salad. Và anh ấy lục 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 la như ngốc. We don't have that. Can I have an empty cup, please? Yeah. Thank you. Thôi cái ly của ổn vào đó, cái ly nó bay luôn. Thì bây giờ mình sẽ làm cái mẹo này. Người ta không có cái hộp nên mình có một cái ly. Thì mình có hai cây kem. Yeah. Xong rồi thì help me. Xong rồi mình sẽ cho nó vào đây. Rup. Khoan. Cái tờ giấy. Man. Úp ra thành công rồi. Mình cho hai cái này vào đây. Ok. Nó đã ở trong đây. Và nhiễu lên tay. Xong mình sẽ lấy cái muỗng và mình dầm. Nhìn. Mình. Để mất hơi lâu. Khoan. Closer. Nó không có thể dầm được là vì mình không có muốn nó rớt tùm lum tùm la cái xe. Nên đây là thành phẩm. Nó đã hơi dầm. Và mình sẽ thử coi nó có ngon hơn bình thường hay không. Nó có sao không? Nó cũng ngon hơn thiệt. Kiểu là nó giòn giòn, ăn nó cũng khác khác như ăn kem cay bình thường. Là vì mình được kem cay bình thường các bạn ăn á là giống như là bạn sẽ múc cái kem xíu xòi mới ăn cái cay. Nên cái này kiểu là ăn cái cay cùng với cái kem luôn. Nên ok, đó là cái đó. Ok, dính tóc rồi.
Đây thì là một cái trò điên điên khùng khùng các bạn có thể làm với cái bút của bạn. Thì ở đây ta chỉ cái cách mình làm cái trò với cái cây bút á, thì bạn có thể kiểu như là biến nó lên cái ngón tay của bạn. Sau khi bạn làm nhanh á thì nó sẽ làm một cái kiểu như là nó vô dụng như nó ngầu ngầu. Mình có thể kiểu như là ở trong lớp mình có thể làm xong mọi người sẽ cảm giác như là mình rất là ngầu trong lúc mình không ngầu chút nào. Ok. Mình sẽ thử cái mẹo cây bút này, mình sẽ làm cho bằng được và nó bay luôn. Mình sẽ vừa coi và vừa thử lại. Đầu tiên thì làm như vậy. Thì y dày, xong rồi làm như vậy. Các bạn ơi, mình chậm hiểu quá. Thôi khỏi đến nữa đi. Mình sẽ thử tập luyện và khi mình làm được mình sẽ báo cho các bạn biết. Cái đầu mình nó không có được minh mẫn. Mình không có làm được. Cái này mình thấy nó cũng khá là mờ ám, nhưng có thể nói thiệt, mình thấy lấy một cái đồ giũ tóc rồi một cái hóa đơn, xong khi bạn giũ nó xuống thì nó sẽ kiểu như là wow, nó sẽ kiểu như là nó đen xì lì luôn. Bye bye, mình sẽ thử. Hello các bạn, thì ở đây mình có cái đồ duỗi tóc, nó kẹp kẹp và mình có mấy cái hóa đơn và mình sẽ thử coi là nó có thiệt hay không. Ok. Bước đầu tiên, cắm nó vào. Hình như mình bật nó lên ở đây phải không? Mình chưa bao giờ xài cái đồ duỗi tóc bây giờ nên mình cũng không biết nè. Mình chỉ biết là nó kẹp bây giờ thôi. Ok, mình đã mở rồi, thì mình làm cái gì? Thông minh. Mình nghĩ nó đã nóng rồi. Mình không có dám đụng đâu, nhưng mình nghĩ nó đã nóng rồi. Ở đây mình có một cái hóa đơn. Đợi. Cầm tay phải đi cho nó an toàn. Ok. What? Oh, đen xì lì. Nó được thiệt. Nó tự dày mà nó ra. Mình phải thử một lần nữa. What? Cái này nó càng đen xì lì hơn nữa. Nó được thiệt. Tuy rất là vô dụng, nhưng ai biết lỡ bạn cần giấy đen á, thì bạn có thể lấy cái đồ duỗi, xong rồi bạn duỗi với cái hóa đơn thì bạn có giấy đen. Đó là cái đó. Cái này cũng không phải là cái mẹo, nhưng nó chỉ là một cái đó khá là vô dụng nhưng nó hay. Thì ở đây thì người ta kiểu là có cái sốt này á, xong rồi người ta làm nó hai cái đường như vậy. Xong rồi khi người ta kiểu là xoắn xoắn nó như vậy thì nó làm một cái kiểu nó giống như là nó hay hay, nó ngầu ngầu hay sao á. Giống như là, nhìn nè. Nó vô dụng một cách rất là vô dụng, nhưng kiểu như là nó phê cái mắt. Và cái đó là điều quan trọng đối với mình, nên thử xoắn xoắn nó. Đến làm này thì chờ cái gì mà đông dữ vậy. Ok, mình đã vào thành công rồi. Thì đây là quay sốt nên mình sẽ làm giống như là cái sốt trong đó. Nhưng mình đang bị ngấm ơ. Ok, mình đã quay lại. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào nước tương, xong rồi cho vào cái tương mè này. Hình như đây là tương mè, nên mình làm cái đường đường giống như trong đó. Nhưng nó không có được kiểu như là mượt cho lắm. Hơi bị ghê. Nhưng giờ mình sẽ ráng xoắn xoắn nó trong video. Nhưng nó kiểu như là quá là cục cục luôn á. Quá là nhiễu nữa. Thôi, nhưng mình vẫn có thể chỗ nó lên và chống thịt bò. Có phí đâu. Và ăn con tôm nữa. Hello các bạn, mình đã quay lại quay sốt. Và mình sẽ làm lại. Đầu tiên cho vào nước tương, rồi cho nó bớt loãng thì mình cho vào dầu hào nữa. Và trộn nó cùng với nhau. Sau đó thì là cái tương mè này. Và làm một cái đường, nhưng kiểu như lần này nó còn cục cục. Thôi một cái đường nữa và trời ơi. Và đó là cái đó đó. Giờ thì mình trộn trộn nó nữa. Và các bạn ơi, nó đã bị vấn đề nữa rồi. Nhục quá. Thành phẩm của mình đấy các bạn. Thôi sốt này mình đi chấm cái viên cho nó. Cho nó đã. Thôi các bạn, đây là lần cuối cùng luôn rồi nè. Tương mè. Xong rồi gạch một cái đường. Ok, tình hình cái đường cũng khá là ổn. Ok, một cái đường nữa. Và cái đường này thì nó hơi bị cục cục, nhưng nó cũng ổn. Khúc hồi hộp thì mình sẽ lắc nó và... Yeah, mình đã cạn lời rồi. Thôi bỏ chơi luôn đi. Chấm cái viên và ăn tiếp chi buồn. Đây là một cái món mình thấy trên TikTok. Nó cũng khá là bất thường, nhưng mình sẽ ráng thử nó. Đây thì là nui cay, giống như là mì Ý, nui Ý. Nhưng nó cay, nó đỏ chét như vậy và nó cay. Nên chỉ là rất là muốn thử coi là nui vị đó, vị cay, nóng hổi đó nó như thế nào. Nó nhìn hơi mờ ám, nhìn hơi đỏ một cách mờ ám á. Hello, thì bây giờ mình sẽ thử cái này coi nó có ngon hay là nó dở một cách bất thường. Ok, thì mình cho cái bột màu đỏ mờ ám này vào. Nó đỏ một cách rất là không tự nhiên luôn. Mình quên, mình phải nấu nó trước khi mình cho nó vào, nhưng không sao. Ok, nó đã xong rồi. Thôi trời ơi, đỏ chét luôn. Ok, bây giờ mình sẽ thử cái nuôi đỏ chét này. Nó cũng khá là ổn. Cái vị kiểu nó chua. Chua là kia. Nhưng cũng nó không có cay. Bây giờ Everland sẽ thử. Thấy sao?
That's a little bit good. Hơi ngon đây hả? Yeah. Không có ngon xuất sắc hả? Vậy thôi. Ok. Don't like it. Em không thích. Mình thấy nó ngon mà. Kiểu thì nó. Úp, em đã quay lại. That's a little bit good. Hơi ngon đây hả? Yeah. Không có ngon như hơi ngon đây hả? These are noodles. Ok. Các bạn biết trước rồi, đây là video TikTok review không có thể thiếu cái mẹo chuối hay bơ. Tuy lần trước mình lỡ thiếu nhưng thôi bỏ qua lần đó. Đây thì là một cái mẹo chuối, các bạn có thể lấy một quả chuối ra xong rồi kiểu là ịt cái ngón tay bạn vào á, thì nó có thể kiểu là tách thành ba một cách hoàn hảo luôn. Quả chuối nó thiết kế là nó có ba cái tách như vậy, xong rồi bạn có thể tách nó thành ba. Mình không biết tại sao mình lại tìm ra cái đó, nên yeah, mình sẽ thử tách chuối. Hello, thì ở đây mình có một cái tải chuối yêu dấu. Nhìn nó đẹp gái không kìa, còn có mụn nữa. Mở ẻm ra. Yeah. Xong rồi mình lấy ngón tay của mình, rồi mình cho nó lên đây, rồi mình sẽ ịt xuống và nó sẽ tách. Xui. Và nó tách thành ba. Tình hình thì nó bị nát tùm lum tùm la luôn. Nó tách đúng thành ba miếng luôn. Đó là cái đó, thấy không? Hoàn hảo. Không hoàn hảo lắm nhưng đó là cái đó. Đây thì là một cái mẹo cho những bạn nào kiểu như là lười một cách bất thường. Có thể cắt cái bịch mì ra xong rồi đập quả trứng vào, xong rồi đổ nước sôi thắng vào luôn chứ không có cần cho vào cái tô, phải không? Thì sau 3 phút thì nó sẽ chín và bạn sẽ ăn mì trong cái túi luôn. Cho những người nào mà không có tô hoặc là rất là lười, có tô trong nhà nhưng rất là lười, mình sẽ là một trong những người đó hôm nay và mình sẽ thử. Ok các bạn, mình sẽ thử cái này với một bịch mì mama lão thái. Bước đầu tiên lấy một con dao rồi cắt một cái lỗ. Hello. Nó không có muốn cắt. Mình đã chỉ qua chia sẻ. Có thể thọ cái tay vào. Các bạn ơi, mình đã cắt một cái lỗ thành công rồi. Xong rồi mình sẽ lấy mấy cái gói này. Oh my god, cắt lủng luôn cái gói của người ta. Ok, ổ nó vào. Dạ dạy nó vậy. Nó như vậy. Một cái tô mini luôn nè. Mình sẽ cho nó lên một cái đĩa cho nó an toàn. Yeah. Thôi nó. Nó vàng ra là khổ sở lắm luôn á. Bây giờ mình sẽ xách nó cho nước nóng vào. Mình sẽ bỏ chơi cái trò đập quả trứng vào là vì mình không có muốn bị đau bụng là vì ăn trứng sống. Yeah. Mình đặt nó như thế này, mình nghĩ là nó sẽ không có hụt là vì kiểu là cái này nó đi xuống đây. Nó hụt, ok. Làm cái vậy đi. Nó đầy, đi xuống đây thì nó sẽ không có hụt. Mong là nó không hụt. Bây giờ mình sẽ chơi ngu, đấy là cho nước vào. Ghê quá, oh my god. Từ từ. Tomorrow. Ok, mình sẽ lại sao. Thấy mà ghê. Nhìn nó chảy như là một cái, nhìn như là một cái suối vậy á. Và mình sẽ đẩy nó lại. Ngu. Ok, yeah. Thấy không, nhẹ nhàng. Và mình nghĩ là mình sẽ đợi cho khoảng 4 phút. Mình không biết nữa. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ mở nó ra. Mình sẽ thử. Nó nấu thiệt luôn. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ thưởng thức mì bịch. Coi coi nó có ngon không. Gớm. Nó không khác gì ăn mì bình thường. Cái vị nó cũng kiểu là lan tùm lum tùm la, chứ nó không có bị kiểu là bó một cục. Và nó cũng khá là ok. Nhưng nó hơi bị bầy bừa ha. Nhưng nó ok. Ok, bây giờ mình sẽ thử húp nước súp. Trời, nó chua. Mình nghĩ là mình đã lỡ húp một cái khu vực mà nó bị cả đống gia vị, nhưng mình sẽ định cư nó qua một cái tô để ăn cho dễ, chứ ăn như vậy mình không có thể làm được nữa. Bày vừa giá mang luôn. Thì cái này là một cái dụng cụ rất là hay luôn. Thì ở đây thì là cái đồ nướng bánh mì, nhưng nó kiểu như là đồ nướng bánh mì siêu thông minh và nó có thể nướng bánh mì một cách hoàn hảo. Một cái này thì có trị giá là $300, đấy là khoảng 7 triệu, nên mình cũng không có biết mình nên làm sao nữa. Mình cứ phân vân cho một tháng là mình nên mua hay không. Và cuối cùng thì nó cũng giảm giá nên mình đã tạo nó liền. Hello, trước khi làm cái TikTok review cuối cùng thì mình sẽ review skincare. Cái hãng này mình rất là thích. Đây là hãng Skin 1004. Và lần trước mình có review cái này và mình đã xài kiểu là nó gần hết rồi. Như hôm nay mình có các sản phẩm khác mình sẽ review. Yeah. Đầu tiên trong bước skincare của mình hôm nay thì là Madagascar Cantella Toner. Cái này nó có chiết xuất từ rau má.
Và cái này sẽ làm dịu cái làn da của mình đó, rất là nhanh. Và thêm nữa thì cái này có thể làm ẩm cái da mình nguyên ngày luôn. Có các chất kiểm soát dầu nhờn, kiểu là khi mình xài xong thì cái da của mình nó không có cảm giác như là nó giống như là cái chảo chiên nữa. Dưỡng sáng và tẩy tế bào chết nhẹ nhàng. Thế là đây là mấy cái ghê từ cái mặt của mình nó mới ra. Tiếp theo thì là cái Nine Wishes Serum. Yeah, nó có cái đồ bóp bóp này. Oh my god, các bạn, nó giống như là mình đang mới khóc. Và cái này nó sẽ làm giúp thư giãn cái da của mình, làm cho nó bớt căng thẳng và giúp làm dịu nhẹ nè. Và thành phần cái này thì có 51% nước dừa tươi, giống như là cái nước dừa mình uống á, nhưng nó ở trên cái mặt của mình á. Yeah. Và cung cấp độ ẩm và giữ ẩm nữa, làm da mình căng miệng và mềm mướt suốt ngày. Và bước cuối cùng thì là dưỡng ẩm Madagascar Cantaloupe Cream. Và cái này thì nó có chiết xuất từ rau má, giống như là cái này. Cái này sẽ làm dịu da, kháng viêm và còn phục hồi vết thương. Và thêm nữa thì nó có thể làm sáng da và giúp da mình nó khỏe mạnh hơn và hạn chế thâm, hạn chế tế bào da nữa. Và đó là cái tiết mục skin cờ ke của mình. Mình rất là ủng hộ skin 1004 và Nine Wishes này, kiểu như là hàng đấy của Hàn Quốc. Và các cái này thì mình bỏ thông tin ở dưới nếu các bạn muốn nhìn nó. Và đó là cái đó, mình sẽ quay lại thử TikTok review cuối cùng. Ok, Jenny bỏ đi đây. Thì cái này kiểu như là chọn các loại bánh mì, xong rồi chọn bánh mì đông lạnh tươi hay là bánh mì nướng lại, xong rồi có thể chọn cái độ cháy của nó nữa. Không cháy, cháy, hoàn hảo, hơi bị cháy. Đầu tiên thì mình sẽ thử cái chế độ bánh mì bình thường, bánh mì tươi, nói vậy đi ha. Rồi bấm nút này và nó từ từ đi xuống. Bánh mì mình có vẻ mập quá. Ok, nó sắp xong rồi nè, nó đếm từng giây luôn nè. Và rất là giống cái hình. Tuy bên này nó không có nướng được, tại vì bánh mì mình nó dài thòn lòn quá. Nó nướng hoàn hảo luôn. Không bao giờ bánh mì cháy nè. Tiếp theo mình sẽ thử cái chế độ bánh mì tròn có cái lỗ, thả ra là như vậy. Và nó có nhìn giống cái hình hay không? Bây giờ mình sẽ thử cái độ hoàn hảo. Nó giòn. Ok các bạn, cái này thành công thiệt. Cái này đáng tiền hay không? Mình không biết. Nhưng tạm thời bye bye bỏ rơi cái lò nướng cũ. Mình đã thử chế độ cháy và đây là thành phẩm. Giống nhau không? Nhưng ăn cháy cứ ngon mà ha. Nó càng giòn hơn nữa. Anh Hoàng thấy cái này tò mò quá nên sẽ thử luôn. Ok, giờ thì phải chọn đúng chế độ. Đây thì là chế độ bánh waffle. Bấm bắt đầu nhưng nó bị kẹt rồi. It's not stuck. No. Mấy 300 đô sao kẹt được. Ủa sao chọn cho vào 2 cái? 1 cái à? That's 2 cái man. Cancel. Yeah. Lòi ra lại thôi. Thôi, 1 cái, 2 cái cũng không biết. Có bài ăn đâu không biết. Ok, anh đã nhét vào lại. It doesn't work. Trời ơi nhà quê bấm cái này mới được chứ. Wow. Check it out. Enjoy. Anh đục rồi thấy nóng quá nên anh đã có chiêu mới, đấy là lấy cái này ra. Good.